Đây mọi người ơi, mọi người ơi, em sẽ tìm cái khác nha mọi người. Đây mọi người, chỗ nào mà cho nó sáng mọi người, rất là sáng mọi người. Ôi trời, xém chút té mọi người. Đây nè mọi người, đây là cái cục này, là cục ngũ sắc nha mọi người. Quả cầu ngũ sắc này mọi người, quả cầu ngũ sắc này mọi người. Đấy, đây là xếp hình ngũ sắc nha mọi người, quả cầu xếp hình ngũ sắc này mọi người. Đấy, thì ở trong này có màu gì đây? Màu xanh lá, màu xanh biển. Đấy, màu xanh lá, màu xanh biển này, màu xanh lá, màu xanh biển, màu xanh lá, màu xanh biển, màu hồng, màu đỏ, màu tím. À, và đặc biệt là màu cốm. Đấy, ở trong này có cái màu, một cái màu đặc biệt là màu cốm này. Đi, đô, phóc, đi. Không biết con nào là con đô, con nào là con phóc. Con phóc là màu đen, còn con đô là màu vàng đúng không? Đây mọi người, ở trong này có màu hồng, thì màu hồng, màu hồng phấn nha mọi người, màu hồng phấn này, màu đỏ này, màu xanh biển, màu xanh lá này, và đặc biệt là có màu vàng cốm. Đấy, màu vàng cốm mọi người. À, đây quả cầu ngũ sắc này mọi người, quả cầu ngũ sắc này. Đây, đây là quả cầu ngũ sắc nha mọi người, quả cầu ngũ sắc này. Đây là quả cầu ngũ sắc nha mọi người. Chị Nga đi, chị Nga đi, đi lúc sau là em ăn cơm hả? Chị Nga đi cũng được. À, cái điện thoại lúc nãy là mấy phút mà chị tắt đó? 30 rồi tắt à? Đó là chị Nga đi 15 phút, 15 phút nữa, về thêm cái sau đi nữa là cũng được 25 phút rồi, ít nhất là 25 phút rồi. Đây mọi người ơi, quả cầu ngũ sắc này mọi người, quả cầu này xếp hình ngũ sắc này mọi người. Đó. Đấy, màu sắc là nhiều màu xanh đỏ tím vàng. Nhiều màu đấy mọi người ơi.